Nếu bạn muốn mua robot hoặc là cài game, hãy truy cập cài game giá rẻ Ngoài ra thì trang web có link, khi giới thiệu link cho bạn bè các bạn sẽ nhận được 5% Còn ngoài ra thêm một cái nữa đó là đang có chức năng là chuyển tiền cho bạn bè, người thân, gia đình và bồ nhí gì đó Chỉ cần nhập cái số ID và chuyển tiền thôi, nhớ là phí chuyển 1.000 đồng nha Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Quý Trường Gamer Hôm nay sẽ là Nocturo Ngoại Truyện nha Hôm nay sẽ là có một nhân vật cuối cùng nói, nói tính ra là nay là ngày 25, 26 đó à, hà, Giữa 25 và 26 Thì đây sẽ có một con này <laughs> Râu đen anh em Đây là nhân vật cuối cùng mà tôi cần có Tôi đã có đen Goku, bút đam, bún mắm, Goku uh, 6 sao, uh, Conan, Iki 6 sao, uh, Thì cuối cùng là em râu đen này Và tôi có tới 4999 lần <laughs> Dạ, cỡ nào mà không ra anh em rồi tôi sẽ mua luôn Summon 10 lần râu đen Vô Phát đầu tiên từ khi mình nó bị cắt mạng mà hư máy tính này nọ thôi chứ còn Theo lý lẽ thông thường là không thể nào mà không ra được đem Một phát đầu tiên chả sao hết Tâm tôi vẫn đang rất bình thường Mỗi lần tôi thấy con râu đen này là, tôi thích rồi Còn bao nhiêu kim cương không thành vấn đề luôn em Phát thứ hai Thầy ai ra rồi hơi bị nhanh nha <laughs> Amin cũng tốt dễ sợ luôn anh em Ờ, vậy thì như thế nào ờ, để tôi nhận cái nhiệm vụ cái coi đó nhiệm vụ đam này từ lưu học chưa hết rồi ha rồi bây giờ thì chúng ta sẽ dùng rau đen evo wow tính ra tôi đủ nguyên liệu sẵn luôn anh em <laughs> đủ nguyên liệu sẵn luôn nha ở đâu ngoài coi lại kìa là chỉ còn thiếu có con một hai ba rồi tôi sẽ nâng từ cái con hạ hỏng tới con đội nón này kia. <laughs> rồi cứ nâng lên thôi. Tại vì cái này làm do tôi đi mấy mép mấy mắt này tôi đi bằng extreme tim không anh em. Tôi đi extreme tim chơi rồi chứ không có gì đâu. Ừ, tại vì map nó dễ quá nên đi extreme tim thôi. Đi mà lúc mà mình mở map á. Tôi đi extreme tim cho nên là tôi hơi bị nhiều mấy con này luôn. Rồi ơi, lên đây ơi, còn nhiều lắm. chín con lận là... tiến quá thì một con nữa đi là đủ rồi đó. À, sau đó thì tiến quá lên là tôi đã có đô đen 6 sao rồi à hình như con này lên nè ô oh, cũng khá là tốn kém đó nhưng mà hình như là mình đã đủ rồi thì phải <laughs> ừ, quá chừng kinh nghiệm luôn mà quá chừng nguyên liệu luôn anh em quá à có gì đó nó nó lại sai nữa rồi à cái đội nón này phải tiến quá lên hình như tiến quá hơi bị tốn kém ta ờ à, thiếu à, một con um, nón đen anh nè thấy bà hình như là mình vẫn thiếu nguyên liệu ta tính ra là thiếu nguyên liệu luôn á không sao cái móp này đi được qua một phát là xong à đi qua đập móp xíu nha rồi để tăng độ dài cho video hôm nay thì tôi sẽ đi cái map story extreme <laughs> đi extreme là hầu như là nó ra con gì cũng đủ hết á nó ra con một con hai là ok nha nó ra con ba con bốn thì đội <laughs> nhưng mà không sao đâu map extreme này thì tôi có thám tử đường tranh conan rồi mặc dù chả liên quan gì đó em conan này trong One B. À, hiện tại là 12 giờ khuya bên Nhật anh em. Ai mở lên cho coi luôn nè. 12 giờ 17 rồi nhưng mà có con rô đen cho nên tôi quyết tâm phải đi lấy con rô đen trong ngày hôm nay. Ủa mà tính giờ ngày hôm nay tức là sáng hay chiều thì cũng là một ngày đó. Thôi à, kệ không sao đâu. Ờ, đúng là thức khuya nó cũng có tác dụng của nó và cuối cùng Mavi đã cho bán con rô đen rồi. Khi có con rô đen này là tôi đã đủ bộ rồi đó. Tem của uh, tôi sẽ là tem Infinity tôi sẽ là Goku Rose nè, Buddha bốn mắm nè. Conan với Time Stop bỏ con Ren Goku này gắn con câu đen cho nó đủ bộ luôn. nó à, một dừng, dừng thời gian đi chậm bút tiền bút đam đánh tên không đánh dưới mặt đất đủ thể lỗi luôn anh em. <laughs> mấy cái map này đi thì thật sự thì cũng không cần phải đặt bốn mắm đâu. Thôi à, chúng ta lên tới đây đặt luôn cũng được nữa. Chưa đủ quay ạ. À. Để tôi kể cho các bạn nghe cái lịch sử con rau đen nó như thế nào ha. Đầu tiên là một bữa mấy bữa trước đó, nó bán rau đen. Và yeah, anh em tên uh, kênh youtube hú quá trường luôn nhắn tin anh Quy với bán rau đen Mà lúc đó tôi đang tắm cho nên là tôi chưa mua được Tới chừng mà tôi tắm xong á, thì còn khoảng hai uh, 20 phút đó, 20 phút thì mình nghĩ trong bụng cũng được 20 phút thì mua con rau đen dư xăng đúng không Nhưng ai về đâu mở cái máy nó không lên <laughs> Cái máy nó không lên nè nó quyết tâm không lên rồi nè nó, nó bị cái gì đó mà mở mà gần một tiếng đồng hồ nó mới lên Ờ, ừ, mà trong khi đó cái đặt này á, tôi đặt mật khẩu nó phức tạp quá cho nên tôi cũng không nhớ mật khẩu luôn nếu mà nhớ mật khẩu tôi có thể dùng điện thoại tôi mua được nhưng mà tôi lấy điện thoại tôi bấm đăng nhập qua không vô <laughs> chả biết mật khẩu là cái gì luôn bây giờ nếu mà muốn đăng nhập lại chỉ có thể chọn quên mật khẩu thôi chứ không nhớ được Thật là đau lòng cò con luôn rồi sau đó thì um, hai ba bữa trước ý ờ uh, hai ba bữa trước lại bán đồ đen nữa nhưng mà anh ấy lại bán vào uh, một giờ sáng bên Việt Nam tức là 3 giờ sáng bên Nhật. Ở giờ đó tôi ngủ thẳng cẳng rồi làm gì biết con rau đen đâu mà bán. Mà có ông thức nha. Có ông dẫn thức, bạn ấy nói bạn ấy chắc là bình luận là à, em thức em canh mê thồ mà nó lại bán rau đen. À, bữa mà tôi mua rau đen là tôi mua mê thồ canai luôn đó các bạn. À, rồi nó bán tùm lum hết. Nay là Amin bán cái ngày Amin bán hợp bị nhiều món luôn á. Không biết là Amin ảnh thích bánh bán hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng mà bán khá là nhiều con ngon. À, đang coi à, anh Chara Chara Master viết đang livestream uh, live stream thì uh, có con, con gì tiếp theo đây ờ, lại ra con Metal Kanai ừ, rồi vậy thôi, tôi vô tôi mua luôn Metal Kanai <laughs> còn live stream của người khác cũng có lợi đó các bạn sau khi mua Metal Kanai xong thì tối tối uh, mới điện điện thoại nói chuyện với bộ xong á, uh, chuẩn bị tắt đi ngủ uh, vô thăm cái nó bán con gì râu đen lên coi bình luận á à, râu đen <laughs> chụp hình đăng lên tóc cộng đồng liền <laughs> mình kim cương bao la mà cho nên không sợ yêu cầu nó có bán là được thôi bán là vô đập tiền anh em có đồ đen rồi thì đi mấy map story này nọ dễ nè đi ran cũng dễ nè nhất là ran hai mà ran hai chắc cũng không xài đồ đen nhiều đâu Update đây tiếp theo thì tôi nghĩ là ran hai extreme rồi theo tình tự kiểu này thì ran hai extreme rồi khả năng là sẽ dùng những con mới những con cũ đi nó chua quá sẽ có một cái con theo cái thể loại là đánh mấy con e chẳng hạn ví dụ như là viên ngọc e uh, ợp chẳng hạn đánh uh, chiên đánh e uh, làm cho quái đánh thường trở thành quái đánh e hoặc là quái nhân hai đam chỉ uh, đối với e uh, tôi nghĩ là sẽ như vậy bởi vì map đó e nhiều quá khả năng là sẽ là e ợp gắn những con quái ở dưới mặt đất nó có thể đánh e được chăng um, khả năng đó rất là cao nè tôi nghĩ là như vậy uh, nhưng mà đó là ở một video dự đoán update sao <laughs> uh, chưa có tiên ti xong um, để từ từ tiên ti mà có khả năng là tôi chưa tiên ti admin đã đã đây luôn rồi <laughs> Thôi, vậy là nay đã xong rồi đó. Có thể nói là đã có thể thoát khỏi kiếp uh, nớp rồi. Level thì cũng đã 91 rồi. Uhm, hệ thống 6 sao, bút đam. Nói chung là bút đam, bút tiền đầy đủ rồi. Ngọc thì có muốn hết rồi. Còn cái trên lần một thôi. Trên, trên lần một thì thời điểm tôi đang quay video là tôi vẫn chưa qua trên lần một <laughs> Hơi bị nhuột nha. Nhưng mà thật sự là chưa có qua trên lần một uhm. Map này thì đi, nó cứ đơn giản thôi Cứ cần sao bam xuống ra thắng Ít kim, ít tiết gì Cứ Conan thần trưởng thôi à, Tính tính up con Conan nó lên level cao ấp à, Up lên ấp uh, up cao để uh, ăn đam Chứ không gì <laughs> Mình tranh thủ lắm à, Đi đi chứ cũng phải tranh thủ Ăn nhiệm vụ đam nữa các bạn đó. À, Tính ra map này tôi đi hơi nhiều luôn hết ta Tôi đi mấy map này là tôi đi Từ đầu đến cuối tôi đi toàn ít kim không à Tại vì tôi đi mở mở map á này thì tôi lười đi story lắm Cho nên là ít đi Yeah, đi từ từ đi để kiếm nguyên liệu up con ren cư 6 sao nè Up đèn cư 6 sao cũng rất giả lắm không phải rất giả ở cái map đó mà rất giả là phải đi hết một đống map mới tới map ren cư chừng nếu mà amin mà cho up đây con nào ở map sao sao nữa là tôi đi lòi mắt luôn á đi tới map ren cư là thấy rất giả lắm rồi tốn thời gian quá chỉ cần đặt con conan và bỏ đó thôi à chứ con không gì etim cũng vậy Etim bây giờ tới map riêng cư trở đi thì chắc là không thể nào mà đặt con và bỏ được Nhưng mà về cơ bản là mở story thì cũng không có khó chỉ có khó cái là nó tốt thời gian quá nó phải ngồi đó mà đặt mười nhìn này nó nên là không biết update tiếp theo là anh anh admin ảnh cho up cái con gì lên sáu sao nữa đây hy vọng là cái map này nó gần gần thôi để farm cho nó dễ Dragon Ball hay gì đó nó làm chương trình auto farm Dragon Ball luôn mà nó có đây bắn ra chiến thắng thôi và trận này thì nó cho con gì đi nữa thì cũng sẽ có đâu đen sáu sao tôi nghĩ là tỷ lệ cao lắm là chỉ cần một trận này thôi là ta sẽ có đâu đen sáu sao thôi chỉ thiếu có một xíu thôi mà 11 1008 rồi à, up lên nó tranh thủ farm đam luôn chứ không gì ừ. map này thì hồi xưa đi cũng hơi hơi chua đó nha hồi, hồi, mà cái thời mà gì ta uhm, Toga Minato hồi xưa còn, còn chơi cái tem Nezuko hút máu này nọ Acer <laughs> những nhân vật đã đi vào quên lãng chỉ cần những nhân vật này đi xuất hiện một cách đáng nhắc thì những nhân vật kia đã đi vào quên lãng luôn không ai thèm xài nó hết trơn thuộc dạng như lỗi thời luôn đó, đánh thì phạm vi bự tốc độ thì cũng bình thường nhưng mà đam quá to sự trên lời của những con update đây sau thì nó càng càng to một ốp đây thì admin cho một hai con nó có đam to quá to một cách nổi bật luôn to khác thường được to cứ như hết đam luôn ừ, đó, như uh, con năm sao này Conan này đam to bất thường quá cho nên ai cũng xài Conan thôi mà không biết có bị nét không hồi xưa là có con uh, natsu natsu là đi ra một chiên nó đi ra một luôn thủ đầu siêu ngon nhưng mà sau đó admin nét nép nép cho nép chứ nép cho nó yếu lại yếu lại xong rồi bây giờ cho những con khác nó còn mạnh hơn bây giờ na tư tở lại tên thấy bình thường cũng chẳng ai xài nữa <laughs> mà bây giờ amin à, vẫn bóp na tư nghe cho nên là khả năng cao na tư lên 6 sao nữa lại tem đốt cháy lên ngồi tiếp rồi ngồi đây giờ up thôi à, ấp mấy này thôi khỏi bút đam cũng được vài triệu ở không được triệu nào luôn ta năm trăm bảy mươi ngàn à vậy là phải bút đam bút đam để à, đó, bán con nữa đi. Bố đam để farm đam. Tôi đi tranh thủ lắm nè. Đi xó đi mò đồ cũng tranh thủ farm đam nè. Đó, con này cũng được bố ít đam nè. Hai mươi mấy nè, nó Mấy con nào không update bán bớt đi. Để những con update thôi. Đó. <laughs> Hai con được rồi. Để cho nó đánh về cho nó có đam nè. Đó. 26 ngàn lên 1 triệu nè thấy không đi sơ sơ mới kiếm 2 triệu đam vậy nó mới ổn mặc dù là infinity tiếu nhưng mà cũng phải farm đam 15 1 ngàn rưỡi chưa được ngàn rưỡi à. À, bán luôn con này kiếm ngàn rưỡi tiền đó ok con gì <laughs> hai con chắc không thua đâu đi mắp này mà thua nữa chắc nó nhụt lắm à, bút đam bút đam bút đam không phải là sợ thua mà là bút đam để farm đam thôi 1.3 triệu rồi đó ừ. hồi xưa tôi có làm video là dùng nguyên liệu của chính mắp này để đi farm nguyên liệu à, không? lấy con nguyên liệu farm nguyên liệu luôn tính ra mắp này ấp hơi nhiều quá ta I amin mean, hình như là hơi bị thiên gì quanh bi với dragon ball à, nhiều nhiều con lắm thường là bây giờ tem dragon ball là bút mắm là xài nè à, son cư xài tem Piece thì um... ở tính ra tem b&w amin up nhiều mà chả có con nào mạnh nó tân ta đi à, infinity có ai xài tem Piece đâu <laughs> à, hợp lý ta tính ra thì admin ảnh ảnh up nhiều thật nhưng mà không có con nào xài hết trong khi những con khác thì nó lẻ tẻ ít hơn nhưng mà lại admin là lại cho nó mạnh hơn nó ngon hơn bên kia chỉ được cái số lượng thôi mà không được chất lượng ở à, con này bút rồi Ủa kỳ vậy à hai con bút hết trơn rồi à, lên 3 triệu đam này nè nó chúng ta chỉ ngồi ăn vô bút đam thôi à, lên kỳ này à, tem như vậy thì đi chắc là qua được trên là một dư sức rồi đó solo nổi rồi đó đầu đen đầu trắng gì đó robot này nọ đủ món ta không biết có đem đủ ra hay không nhưng mà gì cơ bản là cái ạc này có thể đó là đã có thể sang sánh ngang với cái ạc chính rồi ạc chính không phải là nó yếu nữa là do lâu quá rồi không có chơi các bạn tại vì trong lúc tôi farm ạc này á, thì tôi không chơi được ạc kia không có thời gian để chơi nhiều ạc cho nên là tính ra là ạc kia bị bỏ rơi gần cả tháng rồi thì nó yếu là phải rồi bỏ rơi cả tháng tức là em ấy là từ tháng trước á. em ấy là phiên bản đầy hồi tháng trước rồi. cho nên so với tháng này thì nó cũng hơi bị chênh lệch up lên mười 15 trên 15 nhưng mà ạc kia mà tôi vẫn giữ duy trì phong độ mà tôi chơi một tháng nữa thì chắc là con gì cũng có rồi với lại kim cương nó cũng lên rồi tính cái ạt này bây giờ nhiều kim cương hơn nha tại ạt chính ít đụng tới nên là kim cương ít hơn bây giờ thì ạt nớp nghi uh, nguy cơ là đánh bại được ạt bờ rồ đó chắc là phải uh, sẽ hẹn một ngày tái đấu nhưng mà trước khi tái đấu đó thì phải đi uh, làm những cái chuyện mà liên quan tới râu đen một xíu mới được <laughs> hóng uh, râu đen để làm những chuyện liên quan tới râu đen nè uh, Nớp tu rồ vẫn còn uh, chưa có rồ Chừng nào mà lên tới cảnh giới siêu siêu hơn Chắc khoảng lấy quên trăm hơn nó mới bờ rồ được quá Bờ rồ xong không biết làm gì với cái ad này để ta Một mình tôi xài hai ạc thì cũng hơi chua Mà ạc thì ngon quá Ngon quá chắc cho người ta quá gì ở bên xài vậy ừ, Cũng đang suy nghĩ nè Khả năng là nếu mà ạc này làm xong chắc phải giúp ở quay cho bạn nào đó Mà bạn nào thì không biết Tôi cũng đang suy nghĩ mấy bữa nay Mà giúp ở quay thì kiếp ở quay bằng cách nào nữa <laughs> Phải có cách nào đó mà làm sao Nó mang cái tính chất giúp ở quay chứ bình luận đầu tiên hay gì thì không tính được. Một thăm túng thưởng hay sao không biết. Ừ, bạn nào có cách giúp ở quay nào không thì cho tôi xin ý kiến nha. Ok, ra luôn con ba rồi anh em, vậy là khỏi lo. 1 2 3 đầy đủ hết trơn. <laughs> Nó ra ba con luôn vậy là bao dính rồi. Rồi, ở vô 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 server thường lại đi. Ăn cái nhiệm vụ đam cái cái oh, được ba cái bit xanh luôn. Rồi, để coi lại nha. À tiến quá lên. Đó, còn um một con hai thì nó thôi thì tôi sẽ ấp hai con một lên hai con một lên nha hai con một là hai con đội nón đúng không à, tôi không muốn làm lộn đâu à, hai con đội nón cười hạ hỏng ok tôi sẽ ấp hai con đội nón cười hạ hỏng lên mấy cái con này nó cũng khác khác giống nhau nên nó cũng hơi căng não xíu đầu đen mình xài thì không cần ấp lên level tám mươi đâu a à, hai con đội nón cười hạ hỏng hai con này ấp lên một con tóc mái đó tóc mái cười hạ hỏng và sau đó thì chúng ta sẽ quay lại với em đâu đen cái inverter tôi nó nhiều quá Nó muốn đầy luôn rồi Ô tính ra vẫn thiếu một con ta <laughs> Ôi phàm um, phàm phàm tiếp phàm tiếp vậy Thì nãy là đi một dáng không đủ Đi thêm dáng nữa là cũng ok Dáng nữa nó ra hết trơn rồi Tèn Rồi Giờ phút chờ đợi đã đến uhm, Nói chung là hành trình giúp rau đen này rất giả lắm đó Nhưng mà nói chung là bỏ bỏ công Bỏ công bỏ sức nhiều thì nó đáng rau đen 6 sao thì rau đen 6 sao không cần phải up lên level 80 đâu nhưng mà tôi sẽ up lên level 20 kinh nghiệm tôi cũng hơi nhiều đó nếu mà hết thì tôi bật auto farm tôi bỏ đêm thì nó lại lên kinh nghiệm thôi cho nên tôi sẽ up lên level 20 để kiếm kim cương luôn đó kiếm chuyện hết đó tính hết rồi vô đó, uh, um, đó ăn được 35 kim cương <laughs> vẫn đang bán rau đen nè rồi ơi đâu đen nè ai mua đi ai mua đi ai mua đi không ai mua cho ạ ông ấy mua thôi à vẫn còn bốn ba kim cương nha bốn ba kim cương này lại được thêm một con sáu năm sao nữa nha rồi video hôm nay là chỉ là hành trình đi farm rô đen với khoe của thôi máy bay rồi còn ít chưa máy bay được rồi còn những cái vụ mà liên quan đến đâu đen thì những video sau sẽ làm vậy máy bay các bạn hẹn gặp lại ở những video tiếp theo